vấn đề này chỉ có Phật nói được rõ ràng, được thấu triệt. Do vì tất cả chúng sanh quá khứ, hôm nay tạo tác không giống nhau, nên nghiệp báo sai biệt cũng không giống nhau. Hiện tượng sai biệt này trong tướng tông gọi là mạng nghiệp. Chúng ta đều được thân người, những nghiệp giống nhau. Sau khi được thân người, tướng bảo chúng ta không giống nhau. Thể chất, tình trạng sức khỏe không giống nhau, sinh hoạt thọ dụng không giống nhau. Đây là thuộc mạng nghiệp. Mạng nghiệp là nói quá khứ tu thiện, nghiệp thiện được phước báo, đạo hạnh quý vị hiện những quả khổ. Cho nên ngũ giới và thập thiện có sai khác. Ngũ giới là nhân nghiệp, thập thiện là mạng nghiệp. Giới và thiện phải phân biệt cho rõ ràng. Tuy nhiên trong đó điều một cương lạnh giống nhiều khác tính. Trong ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Trong thập thiện cũng là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nhưng thiện và giới không giống nhau, thọ nghiệp không giống nhau. Một cái thuộc nhân nghiệp, một cái thuộc mạng nghiệp. Vì thế ngũ giới nhất định đối trước tam bảo thọ. Không có pháp sư xuất gia tự mình đối trước hình tượng Phật Bồ Tát cũng có thể thọ, phải đối trước tam bảo.